đồng giá 10.000, 15.000 một cái. Chạy đinh răng mà chạy cho chừng 2.000, bỏ 2.000 luôn. Kim chỉ vô làm, nhiệm vô râu, nhiệm vô lông dịch 2.000, bỏ 2.000 luôn anh chị ơi. Thục cột tóc cài kẹp 2.000, bỏ luôn ạ. Ở chú. Rồi, rượu ngon mồi vén thua rồi, mua thêm bơm chén ta ngồi thâu đêm. Không đâu mà rễ bằng đây, nhật duy bán rễ đổ đâu rễ bằng. Rễ bất chấp thời tiết mà rễ bất chấp nắng mưa, sớm trưa chiều tối đều rễ. Đồng giá 10.000, 20.000 và 39.000. Nhưng mà hôm nay hành trình của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang có mặt ở quận 4. Chúng ta đang ở đây là đường Khánh Hội. Theo hướng này thì chúng ta sẽ đi về bến Chân Đồn ngày xưa. Và đi đến đó là có con kênh Tàu Hủ. Đây là đường Hoàng Diệu. Khi mà xuống cầu Ông Lãnh rồi thì chúng ta quẹo phải thì chúng ta sẽ đến ngã tư này. Rồi hành trình hôm nay của chúng ta là sẽ đi một vòng đường Khánh Hội nha. Đây chúng ta đang đứng ở giao lộ Khánh Hội và Hoàng Diệu. Thì nhân qua đây em cũng xin chúc cô chú anh chị các bạn ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thì quận 4 là một cái quận và nó rất là đông, tấp nập về đêm. Những cái gian hàng mua sắm ăn uống rất là tấp nập sôi động. Thấy chúng ta vừa đi qua chỗ bán ốp lưng điện thoại. Còn bên kia đường là bán những thiết bị âm thanh, chỗ bàn vàng. Ta đi tiếp nha. Quận 4 là quận có thể nói là rất là sôi động. Hôm nay thì chúng ta đi nhầm cái ngày mà có cái sự kiện hội chợ kích cầu tiêu dùng mùa hè 2019. Khoảng đây thì chút nữa chúng ta sẽ đi một vòng cho đó để xem chơi nha, xem coi hội chợ ở Việt Nam, ở Sài Gòn có giống như ngày xưa không. Ở đây có quán cà phê nè, nhìn rất là sáng sủa sạch sẽ, sang trọng nữa. Ngày xưa thì không có như vậy. Chúng ta lại thấy cụ già ngồi thấy rất là tội nghiệp. Thôi thì chúng ta lỡ đi ngang rồi thì chúng ta sẽ giúp bà cụ gì đó, nhưng mà không biết có đem tiền lẻ hay không. Để có nhiêu mình cho nhiêu ha, của ít lòng nhiều. Ủa bà bán gì hay sao? Bà bán gì hay sao bà? Dạ. À lượm cái chai hả? Con đi ngang con có chút lòng hành gỡ uống nước. Ủa bà cái này cái gì? Là cao hả? À bà ăn chậu hả? À chậu cao hả? Thôi con đi bà ơi. Trời. Và thấy rất là vất vả ha. Ok, mình xài nhiều cũng hết. Rồi chúng ta tiếp tục đi nha. Ở đây thì có bán cái gọi là cái món sake. Hệ thống sake lắc.
cái trái sake á, rồi họ ướp tẩm bột vô rồi chiên, chiên lên giống như là trái chuối chiên vậy á. À, nhưng mà cái này lắc lắc hay là chiên xong á, người ta có trộn đường lên rồi người ta lắc lắc cho nó dính. À, ở đây có cái hẻm này, hẻm này thông ra, nó thông ra đường bên kia luôn, đường nó là đường số. À, dạ em cảm ơn chị. Hai chị đó nói là em hãy cẩn thận camera của mình đấy nha. Nhưng mà ở hiền gặp lành nó không sao đâu. Bán cái này thì xe này bán cá viên chiên. Ở đây có cái công viên nhỏ nhỏ nè. À, đây có bán vớ nè. À, 15.000 hai đôi vậy nè. À, đây là đường giao lộ giữa Khánh Hội và đường số 41. À, nếu chúng ta quẹo trái theo cái đường số 41 thì chúng ta sẽ đến ngôi chùa. À, chùa Giác Quang. À, cái con đường này đường mới thôi. À, anh chị thấy đông người chưa, xe tấp nập người chưa? Ở đây thì có gà bó xôi, xôi chiên, xôi mặn, xôi gà. Rồi chúng ta sẽ đi một vòng đi vô hội chợ xem chơi nha. Ở đây thì gian hàng đồ gỗ nè, đồ gỗ. Rồi mấy cái này thì chúng ta xem chứ này dạng như họ bán bán dự án, bán cho mấy biệt thự hoặc là những cái nhà xưa, nhà cổ hoặc là những khách sạn. Chứ nhà phố ở Sài Gòn thì chắc ít người mua cái này lắm. À, họ làm những cây này nó điêu khắc rất là đẹp ha. À, rất là tinh xảo luôn. Nên chiếc này có giá hàng trăm triệu. À, và nhìn cái mẫu ghế này là có giá 58 triệu. Rồi chúng ta sẽ đi dọc theo cái trục đường nhỏ nằm song song với cái đường Khánh Hội nha. Chúng ta xem buôn bán ở đây thấy có cái gì mà rất là đông. À, bán theo nguyên con đường luôn. À, nguyên con đường luôn. À, chúng ta đang ở giữa đường. Chúng ta để đi xem thôi nha. Chúng ta không có mua. Áo thun 100.000, 80.000, quần sọt 20. À, đây em đọc cho anh chị, cô chú anh chị mình nghe nha. Xóm thế rẻ cũng liêu xiêu mà đi tìm, chỉ có 10.000, 15.000 một gói.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và đi tới đây là sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cô chú chị và bạn trong những video tiếp theo nha. Đồng giá 39.000 đồng và còn hàng trăm hàng ngàn sản phẩm đồng giá 10.000, 20.000 và 39.000 đồng khác cũng đang sổ rẻ hết tầm để phục vụ hết mình luôn cô chú anh chị. Ngày xưa gia dụng có mua, giờ đây gia dụng dễ mua quá chừng. Không đâu mà rẻ bằng đây, Nhật Duy bán rẻ, đổ đâu rẻ bằng. Rẻ bất chấp thời tiết mà rẻ bất chấp nắng mưa, sớm trưa chiều tối đều rẻ. Đồng giá 10.000, 20.000 và 39.000 đồng. Bà con có bán mình cứ chọn tả ga và ôm nai về nhà mà không cần trả giá. Không cần trả giá, không lo mà cả hàng bán đúng giá. Hàng bán đúng giá nha bà con có bán. Trân trọng kính mời và kính mời. Đến đây thì chúng ta sẽ đến cầu Kinh Tẻ ha. Nhưng mà hôm nay hành trình của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Đây chúng ta ra lại cầu Khánh Hội. Ủa gì? Đường Khánh Hội. Và ở đây có cư xá Khánh Hội, những chung cư Khánh Hội. Xuống cầu Ông Lãnh thì chúng ta sẽ có một chung cư nữa, cũng là chung cư Khánh Hội luôn. Đây là chung cư Tôn Thất Thuyết chứ. Đây là chung cư Tôn Thất Thuyết. Cầu Kinh Tẻ là hướng này